với những lời tâm tình truyền trên cho khách sạn Kim Nhạc Thành Tâm tỉnh Thái Bình chúng con xin được thay lời cho hai cháu ruột của cố ông Phạm Quang Vương là cháu Vũ và cháu Sóng xin được thầy Tâm tri ân trả nghĩa tới người chú kính yêu qua nhạc phẩm được ban tên Ơn Nghĩa Sinh Thầy. Lễ viếng tiếp theo ban tổ chức.